Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn một tựa game rất là kỳ bí. Tựa game mang tên là Con Ruồi 3. Chúng ta bắt đầu vào giao diện của game. Khi tham gia vào giao diện của game, các bạn thấy các cảnh rất là kinh dị. Có thể thấy một con đây, nó đang đòi ăn con ruồi của chúng ta. Và chúng ta phải hành trình đưa con ruồi đến mồm con đấy. Khá là dị khi mà bị ăn mà cũng phải tìm đường để đi. Đây, chúng ta bắt đầu vào bàn chơi. Đây, chúng ta sẽ đóng vai là con ruồi này. Cách chơi là các bạn có thể di chuyển sang trái, sang phải và nhảy qua như kiểu một không gian nó có thể hút các bạn lại. Đấy, game khá là dị. Và hiện giờ thì mình đang cố gắng chạy. Nó sẽ có lực lực hút và thỉnh thoảng có mấy con quái vật kia nó cứ theo đuôi. Không biết âm mưu làm gì. Qua cái này kiểu gì ra? Không. Không. Đấy, chạm vào con đấy là chúng ta sẽ bị chết. Theo mình thấy thì đồ họa của game là đồ họa đẹp. Đồ họa game là đồ họa 2D, nhìn khá là bắt mắt. Và với các thiết kế đơn giản thì chúng ta có thể thấy khả năng khó khăn của nó là như nào. Demo nó nhạc thì khá là sập sình, nghe không liên quan. Nhưng mà demo làm sao cho con này nó đi chỗ khác. Đây, tưởng ăn tao mà dễ. Bắt buộc các bạn phải ăn kim cương để có thể mở bàn. Ui, không. Mình mới chơi đến bàn 3 thôi mà nó đã khó này rồi. Không biết cách nào có thể vượt qua được các bạn sau. Nào, nhận. Ôi, hình như là trò này theo câu nói quen thuộc là nó đã bị lỗi. Nên các bạn không nên đào và tải trò này. Bị lỗi, chơi toàn chết này. Chết. Có cách nào mà hack mà cho con kia chết luôn nhỉ? Mình nghiên cứu cách hack để cho cái con quái vật kia nó chết. Đỡ chơi. Nhảy. Rồi. Đấy. Đấy, 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 đấy. Mình chui vào để cho con này nó ăn. Đấy. Khá sung sướng khi chỉ ngồi hám mồm mà có con mẹ ruồi ngu ngu bay vào để ăn. Sướng quá. Mình thích thế. Nhưng mà mình không thích ăn ruồi. Uầy, con nhảy đến các không gian khác. À, các bạn để ý là có cái hình tròn đây là chỗ các bạn có thể save game lại được. Chạy qua ăn cho nó nguy hiểm. Đấy, đấy là một pha xếp game của các bạn. Và cần thiết bàn này phải ăn chìa khóa. Đấy. Ôi, con này lăn được này. Rồi, chạy một tròn trong mắt. Nhưng mà cần thiết con kia phải đi theo mình như thế. Đây, mình lại lên tiếp tục cho con này ăn. Đấy, khá là đơn giản. Này, mình sẽ được mở cái thế giới thứ hai. Cái trò này thì nó có khá nhiều thế giới để các bạn kiểu trải nghiệm và cần thiết phải ăn đủ lượng chìa khóa thì có thể mở được tiếp. Đây, như các bạn thấy thì nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái thế giới. Mỗi thế giới thì nó sẽ có một đặc tính riêng, nhưng mà các bạn cần thiết phải có kim cương để mở được. Đấy, kim cương. Kim cương ở đây thì hiện tại là không hack được, nên tạm thời phải chơi đau khổ thôi. Và mình sẽ đi vào phần tiến trình của game. Đây là phần tiến trình của game. Khá đơn giản, có bật tắt âm thanh và reset lại data để các bạn yêu lại từ đầu. Bài hướng dẫn và trải nghiệm game của mình đến kết thúc. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Trò này thì cái thằng bất dậy này nó viết mấy cái game toàn kiểu phải chôn nhau ấy.